Giờ lấy một mặt bằng này nó dễ mày hơn nhỉ? Em vẫn ở trên à, trên nó cũng rộng này. Trên này còn đang thi công, nó xong hết rồi. Ở riêng à? Nó xây xong rồi nó chỉ cho chú thuê đấy. Thì ngay từ ban đầu, khi bắt đầu mà xây thì em đã đặt trước rồi mà. Chú xây một con tô vít nào nó ngon đấy không? Hai cái tô vít này tìm đúng ốc này, không phải ấn rất mạnh nữa. Cái bộ tô vít của mình đồ Tuyền ơi, hỏi cái mặt AP còn con đeo cái gì này cái gì? Đâu giá bao nhiêu? Mua để em xếp để bán hàng nhé. Bao nhiêu đấy? Về đây. Vậy thì cứ gọi em nhé. Anh. Cái này là video là hướng dẫn dạy được nhỉ? Và em hướng dẫn dạy mà. Đồ đi từ anh cứ buông ra, đang kéo tí rút nó ra cắm. Bác bình tĩnh, đâu phải vội. Cái này có phải lau lại không ạ? Có chứ anh, tí cũng phải lau chứ, chống bụi. Bằng dính à? Bằng dính. Đấm tục tục nó. Cắt bỏ đi. Em ơi, anh em. Anh bình thường. Lấy gì? Không, nhà anh có bán gì đấy đâu lấy, anh lấy hộ thôi, nhà anh không bán miếng chiếu. Nhắn anh cái mã này này. Đừng để nó nghiêng này. Không một điểm nào nhá. Con này mà nó con cõi năm. Hả? Con mà nó cõi năm với Retina. À đẹp. Mà chị chính con màn này thực ra đây chẳng qua bác yêu cầu bắt buộc phải thay, anh là dùng anh trong đây. Sao có giá không chị? Nhà mình không có đâu. Ông về ông từ Sơn La, ông về đây ông nhìn thấy máy về ông đòi bằng được. Đẹp chưa anh? Bảo thôi mà chị, anh dùng anh để anh dùng thôi, ông mà không chọc khéo này. Là bắt buộc ông yêu cầu anh nhìn này. Nét nét là lên nào. Hành nghĩ lại này dùng. con thì người ta già cái kia người ta ngồi đợi ảnh. Không, bác anh thật. Bác đâu, anh mẹ nhà đâu một là một nhưng là mua rồi nhập coi 7 giảm 8 thì coi 7 thì 2 má 7 triệu. Bao nhiêu? 7. Coi 7 thì bán luôn 19. Thực ra thì mình ở đây thì mình lấy lúc nào mình kiếm lúc nào cũng được, mà bác thì thích. Nói khó là kiếm được, kiếm thế nào cho được nhưng mà giá phải tốt, mà hàng phải chuẩn. Đâu hôm vừa rồi anh cầm một con 7 triệu. Không bán rồi, không bán nó ở chỗ anh em không ạ? Thôi anh lấy lại, tôi ra chứ để mẹ hết đết lâu rồi, hết ngày thì lâu rồi, nhưng mà chẳng qua là ở chỗ anh em mà thôi thì anh lấy lại, có lấy lãi đâu, đôi 300 gọi là thôi. Thiệu như nó chuẩn bị mở ấy đấy. Em mở gì ạ? Mở bên Bắc Ninh. Mở rồi á? Anh tưởng là đứa nào nó mở, không phải nó chuẩn bị tới nó mới mở. Nó định đi Lào thôi mà. Không có nhiều dự án lắm. Nhưng mà em tính rồi, không làm được đâu. Lào hơi khó khả thi.